Dạ, và cách uống đó là mình sẽ nhét lên cái lỗ mũi, mình rót vô lỗ mũi, mình bắt đầu mình sặc rồi mình chết cho mọi người nha. Trời ơi, uống thì mình ngậm vô cái họng mình uống thôi. Uống cũng biết khó uống không Su, rất là dễ uống nha em nha. Nó như nước yến vậy đó, nó không có bị đắng, không đắng nè, không nhẫn, không có vị thuốc bắc ha. Tất cả đều, cái này là nước giải khát, vừa là giải khát và vừa là sức bổ sung sức khỏe và sức đề kháng luôn, rất là tốt nha Bito nha. Hàng này hàng của Hàn Quốc 100% ha, có thương hiệu, có thương hiệu và đặc biệt có cả cái tên công ty nè, mã vạch mã code ngoài đây nè, quý vị chắc thoải mái nha quý vị nha ha. Dạ sếp tỉnh 2 ngày tới rồi này, gọi đầu được không? Được nha em nha. Em gọi nhung hưu á thì nó mọc tóc ra cho em. Đúng rồi, gọi nhung hưu là mọc tóc ra đó, chứ đừng có rác nhung lên đầu nha cả nhà nha. Rác nhung lên đầu tóc nó, những cái nang tóc bị bí lỗ chân tóc làm sao mà mọc tóc lên được, phải xài nhung hưu đúng không? Nhung hưu này gọi đầu là nó mọc tóc, không còn phải xài tóc giả, không còn phải chích keo giả. Dạ mẹ Thành ơi, cái này bỏ tủ lạnh uống bao ngon luôn nha. Ấy này uống bao ngon bao sướng luôn thật sự. Cái này là bỏ tủ lạnh nhưng mà bỏ tủ mát nha, bỏ tủ mát nha, bỏ tủ đá, đừng bỏ tủ đá nha, bỏ tủ đá ra làm cà rem á. Cà rem nhung hưu á. Mẹ Thành ơi, mẹ lấy ba lốc nha mẹ Thành ơi. Ba lốc ba vị nha cả nhà nha. Đó. Anh Đặng Minh Thông xuống thử một lốc, uống thử một lốc là nằm luôn. Nghe quá bổ. Nãy giờ có mùi gì vậy tu? Rần rồi đó. Nó rất ngọt em ơi, nói chung là rất là dễ uống. Cái này là hồng xăm nè. Ha, cái này đông trùng hạ thảo. Nó thơm lấy ngọt dừa. Hồng xăm là thơm nhất. Hai vị kia là thơm nhẹ nhàng. Nhưng mà cái độ ngọt là độ ngọt dễ uống chứ không phải là độ ngọt gắt nha cả nhà nha. Độ ngọt nhẹ để cho người mà có thể là người bị tiểu đường đó, người ta có thể uống được nha cả nhà nha. Đó, ba loại này là dạng như nước giải khát nhưng mà kèm đó là thuốc bổ nha cả nhà nha. Dạ ok đó. Anh Lê Phan Tấn Phương, ba hồng xăm, hai nhung hưu, một đông trùng hạ thảo, anh 6 lốc là em tính anh 125.000 nha. Đây không phải là thuốc nha cả nhà nha, đây giống như là một loại thực phẩm chức năng đó, bồi để bồi bổ cho cái cơ thể của mình, tăng cường sinh lý, tăng cường sức khỏe, tăng cường sức đề kháng rồi, và tăng cường hệ miễn dịch. Nói chung tất cả ba loại đều tăng cường sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, phục hồi sức khỏe mà khi mà mình bị hao tổn, nhưng nó cũng có những công dụng riêng, ví dụ như những ai về xương khớp hoặc là mình bổ sung cho xương khớp, không hẳn là mình bị bệnh xương khớp mình mới uống cái này, mà là mình để mình tiếp thêm cái năng lượng và cái chất để làm cho cái chất nhầy á, để cho cái xương khớp của mình nha quý vị nha. Đó thì đó là hồng xăm. Còn về mà lão hóa, chống lão hóa, phục hồi da rồi đó, sử dụng cho da đẹp rồi đó, sử dụng đông trùng thảo giùm em ha, đông trùng hạ thảo giùm em. Rồi còn nhung hưu, nhung hưu là giảm stress, giảm stress và đặc biệt đó là làm cho mình lúc nào cũng cảm thấy khỏe nha. Mọc tóc nữa. Chất nhờn đó. Rồi ai muốn mà tăng cường chất nhờn không cần xài gel bôi trơn thì uống hồng xăm như cả nhà nha. Ghê thiệt sự. Rồi em lên bánh này sale rẻ cho nha, qua đồ ăn giặt ok, em qua thuốc quý vị. Rồi qua nha cả nhà nha. Chất nhờn là gì vậy Su? Chất trong cái khớp tay mà mình, tay chân mà mình hay cọp đó. Dạ bà bầu sử dụng được, trong thời gian mình có bầu mình đừng sử dụng gì hết á nha, giao cho mẹ kiểm hàng kỹ trong thời gian. Dạ á, ok mẹ, trong thời gian có bầu đừng làm gì hết, má còng nó có thêm một lốc trong chùa Hà Thảo nữa nha. Ok Đức An. Rồi ai chốt lẹ nha cả nhà nha, ba vị đông trùng hạ thảo, nhung hưu và hồng xăm. Nói chung là trong thời gian mình có bầu mình tạm thời mình đừng có uống cái gì chứ thiệt. Ok Lê Nhật Duy, uống nước lọc thôi chứ uống sữa thôi nha. Dạ người lớn tuổi uống được nha cả nhà ơi. Rồi này để ra ngoài để nhà uống nè, đó cái này mấy cái này để nhà uống nè. Đi vậy? Rớt phụ tùng rồi, rớt ốc rồi. Ngon ghê luôn á ha. Ừ, ngon nè, dễ uống, thơm dễ uống. Anh nãy tưởng nó là khó uống cũng không được. Dễ uống chết. Dạ ok mẹ Thành. Mở ra. Vừa vừa mát. Rồi đưa cho mấy cái bánh này coi. Bánh này hả? Ừ. Em lên bánh táo đỏ, bánh quy táo đỏ và bánh quy hạt ốc chó, bổ sung sức khỏe cho cơ thể quý vị ơi. Để lấy hai hộp bên kia đi, hai hộp đó là mẫu được á. Hai hộp đó, hai hộp dính á. Thôi kệ, để lại khỏi. Thôi nó dính.
dính keo. Hộp này hộp kia. Ý là nó bị dính keo đúng không? Đúng rồi. Có ăn á. Rồi. À, Trần Hải Yến ơi, cái này Su nói thiệt. Cái nước, những cái thức uống đó là mình lúc mà thời gian có bầu là mình nên hạn chế nha. Ngoài ra tất cả những loại thực phẩm chức năng luôn. Rồi quý vị ơi, em lên bánh này nha quý vị nha. Ừ. Rồi chuẩn bị qua bánh mới nha cả nhà nha. Rồi chốt đơn cuối cùng cho những đơn hàng Hồng Sâm, Nhung Hu và Đông Trùng Hạ Thảo. Đó, ai đặt 3 lốc thì mỗi lốc là 130. Ai đặt 2 lốc thì mỗi lốc 10 chai 149.000. Dạ rồi, đây thưa quý vị nha, em lên bánh này ha, xuất xứ là Bulgari ha. Bánh này là bánh quy Bulgari, rất là ngon. Lon sắt cao lên vài gì vậy Su? Ừ, cái lon rớt đầu. Cái lon sắt cao này là hàng của Thái Lan. Đó là bánh cua, bánh xì nách Thái Lan nha. Xì nách cua Thái Lan ăn ngon lắm. Xì nách cua Thái Lan ngon cực luôn. Nghe đây, khui ra cho quý vị coi luôn. Su Su ghét quá. Cảm ơn. Cảm ghét mình. Đây, xì nách cua đầy hũ nha quý vị nha. Xì nách cua đầy hũ luôn. Hả? Rất là ngon ha, ăn ơi. Rất là ngon, 65.000 một hũ nha quý vị ơi. Thơm quá nè. Ngon, thơm cực kỳ á. Thơm cực cua. Ngon quá. Ăn không bà tổ? Ngon hả? Uống vô giờ rạo rực không? Uống vô rạo rực quá. Tối nay mày phải kiếm chỗ mà nằm mày. Rồi em lên bánh nha quý vị ơi. Dạ, bánh này là hạnh nhân táo đỏ. Bánh này là bánh hạnh nhân và táo đỏ nha quý vị nha. Bánh hạnh nhân táo đỏ đem khui ra luôn. Cái nào cũng phải khui mẫu ra cho quý vị coi thử nha. Bánh hạnh nhân và táo đỏ ha quý vị ha. Đây, trong một hộp bánh nó sẽ như vậy nè. Đó, bánh hạnh nhân táo đỏ. Đó, đây là bánh hạt ốc chó phô mai. Hạt ốc chó và phô mai nha quý vị nha. Có mật ong nữa. Ăn xong đóng lại, có lồng gió không không xu không nha em nha. Có cái nắp này nắp siêu nha. Nắp này nắp siêu siết lại chặt lắm. Có một cái nắp inox rồi kèm ở ngoài đây. Một cái nắp mũ nha cả nhà. Còn cái này á, còn cái này là bánh hạnh ốc chó và phô mai. Dạ, một hộp như vậy là 40.000 một hộp. Một ống như vậy là 40.000 một ống. Gì? Mật ong hả? Mật ong, lộn. Mật ong với lại ốc chó quý vị ha. Đừng có dưỡng nha. Con đó nào? Còn răng nào chưa? Dùng có dưỡng nha. Đó sao mẹ? Sao mẹ Thành? Rồi dạ, 40.000 một hộp. 40.000 một hộp. Nhưng quý vị mua 2 hộp em sale rẻ bèo. Rẻ bèo rẻ thúi. Trên like, chốt trên like. Rẻ bèo rẻ thúi cho quý vị luôn nha. Bèo rẻ thúi cho quý vị luôn. 2 hộp 55.000. 2 hộp 55.000 nha cả nhà nha. 2 hộp 2 loại quý vị ha. 2 hộp 2 loại 55.000 giùm em. 1 hộp 2 là hộp. Bánh táo đỏ. Và 1 hộp là bánh ốc chó nha cả nhà nha. 2 hộp 55.000. Bánh ốc chó mà nó nhấn mạnh nha đó quý vị nha. Ăn chay được, cái này ăn chay được nha. 2 hộp 55.000 quý vị ơi, trời ơi, rẻ bèo. Thành phần là bánh bột mì đồ này kia, với lại là táo đỏ, với lại là quả ốc chó. Thành ra là không có cái thành phần mặn nha cả nhà. Cả nhà có thể ăn chay đó. Đó cả nhà rất là bồi bổ cho sức khỏe. Đặc biệt là quả ốc chó rất là nhiều vitamin. 2 hộp 55.000, anh chị nào đặt hàng để lại xuống thoại giùm em. 2 hộp 55.000 nha cả nhà. 2 hộp 55.000, 2 vị. Vị táo đỏ và vị quả ốc chó. Con ba có bán đồ ăn chua mặn, đừng có đường, đừng có đường à. Dạ, dạ ok mẹ. Ăn kẹo đi. Có kẹo dẻo nè, ít đường lắm, siết răng mẹ. Ít đường hả? Ít chua, chua thì có me nhưng mà cũng có đường. Me ngào rồi. Mẹ mua cái anh này nè mẹ. Xoài dẻo. Ủa lộn, chú dẻo. Chú dẻo, cái này chú dẻo. Bưởi nhẹ. Bưởi hết rồi. Đơn hàng trên 100 em ship nha. Đơn 100 em ship. Dạ, bánh này vị ngọt nha quý vị nha. Bánh vị ngọt nha quý vị ha. Bánh ngọt nha, chứ phải bánh mặn ha. Bánh ngọt. 2 hộp 55.000, đặt hàng để lại số thoại giùm em.
Không ngọt á, ăn hồng đi. Hồng dẻo. Đây, hai hộp Thạch Nguyễn ơi comment dùm su su. Đó là hai hộp, hai hộp 55k dùm su nha Thạch Trời. Nguyễn ơi, tại vì nó nhiều nhiều hộp khác nhau á, comment dùm là hai hộp 55k. Đọc comment mém bên kia nữa kìa. Rồi hai hộp 55k nha cả nhà. Bên này có ghi đâu? 55.000. Đó, hai vị, mỗi vị là có bánh là bánh đỏ và bánh là bánh quả ốc chó nha cả nhà nha. Hai vị, hai hộp 55.000 đồng. Rồi khô cá đuối khô mực lấy hộp chuối đi. Ok mẹ Thành. Một hộp cá đuối, một hộp khô mực, một hộp chuối. Ok mẹ. Rồi 55.000 hai hộp, chốt đơn trên like. Ok quý vị nha. Rồi em chuẩn bị tắt like, nghỉ like quý vị ha. Rồi chuẩn bị tắt nghỉ like nha cả nhà nha. Ai đặt hàng gì từ đầu livestream tới giờ, ai thích mặt hàng nào chốt lại giùm em để chúng em in bill ra. Rồi sau đó là ngày mai gửi hàng liền cho cả nhà nha. Mứt dâu 60.000 một hũ An Bình ơi. Mứt dâu 60.000 đồng một hũ nha cả nhà nha. Dạ có bán cái lo đang đọc luôn anh ơi. Giờ hai loại. Cái lo mà xa lè xa lét anh ơi. Mứt dâu có hai loại như cái gì nha. Mứt dâu có hai loại. Dâu tây. Dâu tây là dâu tầm. Dâu tầm và dâu tây nha cả nhà ơi. Mứt dâu hai loại 60.000. Dâu là dâu tầm. Đó. Quả này là hàng, này là hàng Đà Lạt về nha cả nhà. Ok Thạch Nguyễn. Rồi hai vị, hai vị bánh quả ốc chó và quả táo đỏ. Mẹ Thành ơi chua ngọt mẹ muốn cái này nè mẹ Thành ơi. Chùm ruột, chùm ruột chua ngọt nha. Còn hoặc là cái ok gì? An Bình chôm chôm. Ok An Bình. Rồi dạ mọi người ơi, hồi nãy giờ anh chị nào mà em mua ủng hộ hàng chị nha, có khô gà ông chị có nha em nha. Khô gà nửa ký là 100. Khô gà nửa ký 100, một ký là 200. Sao xuống tâm lễ vậy? Em có bán cây chuối nữa. Tại không biết giá cho nên là bị xuống thôi. Nhà có bán cây chuối nữa. Rồi dạ kính thưa quý vị, em chuẩn bị tắt like dạ, đây. Bánh gấu là bánh gấu hũ. Một hũ là 70.000 bao tiễn thôi. Bánh gấu hũ, một hũ 70.000, ba vị. Vị chùm ngay, vị vani và vị sô-cô-la. Hay vậy ta. Bye bye cả nhà thân yêu. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. La la. Một hộp mực. Rồi nha, ai từ đầu livestream tới giờ chưa đặt hàng thì đặt hàng lẹ đi, trời mưa sét nó đánh. Dạ ơi, ai có đơn xin cho địa chỉ luôn nha cả nhà ơi. Rồi ai có đơn inbox địa chỉ giùm cho em nha, cho địa chỉ trên livestream luôn đi ha. Mẹ là nói là Mỹ Lệ, Mỹ Lệ, Mỹ Lệ đọc tiếng ốc chó, mẹ nghe mẹ sợ quá. Sợ mẹ sợ ma quá. Cái giọng nó như ông kè vậy đó mẹ, thấy ghê mẹ ơi. Cô là gà trống hay gà mái vậy, xong mẹ hỏi cắt cớ, tao tắt like đi. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người rồi, là... cho địa chỉ nha cả nhà.